Mình sẽ đi dạo một vòng ở bờ kè Tân Châu đúng không? Đúng rồi, rồi mình sẽ đi qua chợ Hoa. Sẽ đi chợ Hoa luôn hả ông? Đây là bờ kè đúng không? Dạ. Các bạn thấy mình không? Mình có xinh xắn không? Các bạn thấy ông Quân có xinh không ạ? À? Giờ mình đi qua bên kia nha ông anh, đi qua bên quảng trường nha. Hôm nay 30 Tết, Mon ra bờ kè của thị xã Tân Châu để chụp hình. Giờ mình đi dài dài bờ kè nha Mon. Đi Mon ơi. Mình đi một vòng bờ kè đi, xong rồi xíu mình lại chợ bông nha. Cũng được các bạn. Đi nha, đi dài thêm bờ kè dài xuống nha ông anh. Dạ. Đi đi, mình đi trước nha. Xe đẹp quá. Giờ mình đi đâu nữa không Mon? Đi qua chợ bông chụp hình nha. Giờ
đi đâu bông ngon? Đi chạy xuống chợ hoa ha. Bây giờ xuống chợ hoa ha. Bông mình đứng đi. Mình đứng coi hoa. Mình đứng coi hoa. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại lần sau. Bye bye, xin mời nghe nhớ ký hộ mình nhé.